này cũng quá nhiệt tình luôn, mà người ta cũng cũng có tâm, người ta làm việc có tâm luôn. Người ta mệt mệt nhào cỡ nào cỡ mà hỏi chú mà ăn này trái cây chú nữa, mình cười liền luôn, không thấy chú quả gì nhậu cái sao nói luôn á. Ngày mới nói gần rồi, sắp gậu trơn rồi. Rồi cái đi xem nhà mới hỏi đẹp không? Quá trời đẹp bà nội ơi, đẹp. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Vào một buổi chiều hôm nay thì anh Vũ cũng đã thay anh Hợp để mà gọi cái phần cát lại để ngày mai này tiến hành lót gạch cho cái nền nhà để cho thêm đẹp hơn. Và đây là cát này phải là vận chuyển bằng đường thủy á cô bác quý anh chị, phải đẩy từng xe gồ như thế này nè. Và bây giờ thì để hiểu thêm cái công đoạn đó cũng như là coi cái ngôi nhà mới á, thì mời cô bác quý anh chị cùng lên trên với Bùi Hồ ha. Đẩy từng xe gồ vậy á, trong cô bơm. Ô chiếc tàu kìa, tàu đánh cá kìa, đèo ha. Cái tàu đó giật sóng ghê lắm. Rồi và như vậy thì cái ngôi nhà của ông bà nội của bé Kim Chi cũng sắp hoàn thành rồi cô bác quý anh chị. La phong cũng đã đóng xong rồi nè, điện cũng đã đi xong, và cát thì vật tư cũng đã chở đến đây rồi nè. Ngày mai này thì anh Hợp sẽ làm cái phần nền nhà ở đây cô bác quý anh chị. Phần điện này thì để cho an toàn thì các anh thợ điện cũng có đi một cái CB này là CB chống giật hoặc là chạm đồ đó cô bác quý anh chị, thì CB này nó sẽ tự động bật. Hả? Cũng đã xong rồi. Cô bác quý anh chị có thấy một cái vách nhà ở phía bên đây không? Cái vách nhà này đó thì anh Vũ thợ sắt là muốn làm một cái cửa sổ ngay tại phòng của bà nội của bé Kim Chi và bé Kim Chi. Tuy nhiên do vướng bởi cái phần mái này thì không có thể nào mà khoét một cái cửa sổ được. Tí xíu nữa thì Bùi Hồ sẽ nói thêm phần đó cho cô bác quý anh chị ha. Đây là cái phần mặt dựng ở phía đằng trước nè. Dựng ở dưới này cao lên cũng gần cỡ mét như nhộng nhất ở cô bác quý anh chị. Ở đây thì sáng ngày hôm nay thì phần vật tư cũng đã chở đến cái phần gạch á. Đây là cái phần hé lộ cái phần màu gạch của ngôi nhà của bà nội bé Kim Chi nè. Đây là màu gạch giống như những cái văn gỗ đó. Lý do là bà nội của bé Kim Chi phải với ông nội và là phải đi làm nhiều, ít ở nhà, nên là nữ khi mà chọn cái màu gạch á là chọn cái màu cho nó cũng tối tối, cho nó sạch. Và thứ hai á là cái màu này nó cũng phù hợp với lại cái lứa tuổi của ông bà. Khi mà lót gạch như thế này đó thì bà nội Kim Chi nói nghe một cái câu rất là thương. Khi mà lót gạch á thì cháu của tôi nó có thể lết tới lết lui ở trong nhà được, tại vì bé Kim Chi là đi đứng không có được hay cô bác quý anh chị. Đây cái dần mà dần cái miếng này lên nhìn thấy đẹp quá anh Vũ. Dạ. Ở trên này anh Vũ làm rất là khéo, xi măng cũng đã chuyển vô luôn rồi nè. Chiều nay thì anh Hợp từ Cà Mau tức tốc chạy lên đây. Cũng còn lâu không anh Vũ? Tí nữa hả? Lúc hồi sáng thì nó khoảng 11 giờ, sau khi làm kết bắt tay vô làm buổi sáng thì cái khoảng 1 giờ, bây giờ gần 3 giờ luôn rồi. Tại sáng giờ mới nhắc cho ổng luôn, còn có hơi mệt đó. Dạ. Lý do là anh Vũ phải nói các anh thợ phải làm phụ để sửa cái phần ở phần bếp sau đúng không anh Vũ? Dạ. Điện cũng đã đi xong nè cô bác anh chị. Đây có một cái cây quạt luôn, dạ. Một cái bóng đèn lớn đó. Ở ngoài trước này thì La Phong đóng giật chấp rất là đẹp. Đây. Bây giờ thì anh Bon cũng gáp cái cánh cửa phòng lên. Đây là cái phòng của Kim Chi và bà nội nè. Lý do không có khoét cái cửa sổ ngay tại chỗ này đó là do bên kia bị vướng cái mái nhà. Ở đây thì nhà cặp mấy sông nên rất là thoáng, và thậm chí là gió từ ở dưới sông lên á rất là mát luôn cô bác anh chị. Có một cái chốt dài. Ồn hay ồn. Các anh thợ cũng đã dừng luôn cái phần tôn cũ của nhà cũ đó, cô bác anh chị. Dừng luôn cho nó kín đáo ở cái khu vực phía sau này. Tí xíu nữa thì anh Vũ anh cũng nói với các anh thợ là hàng những cái cây song ở trên đó, những cái song sắt ở trên đó luôn. Đó. Đây là tôn cũ mà các anh thợ làm cho chú luôn, tại vì nhà cũng khá là đơn chiếc đó.
rồi, hết bừng dừa luôn. Ồ, có bông súng kìa. Bông súng này mới hái gì chú? Mới mua hồi sáng đó chú ơi. Mua hả? Dạ. Ở quên nữa, chiều nay là chú không nấu cơm nha. Nói với cô là không có nấu cơm nha. Ủa rồi mấy chú không dùng bữa nữa không? Dạ không. Xong rồi. Dùng bữa nữa hả đi? À hơi được rồi. Chú thấy dựng cái nhà đẹp không? Dạ đẹp chú. Dạ. Theo tôi thấy là đi hết chân cái xóm này là chưa có được cái nhà nào cái gì á. Nhà ta còn nhà tường ta còn nhiều tiền hơn chứ. Tại vì chú mơ ước nhưng mà hôm nay nó đã được rồi nên là nữ chú thấy nó vui. Dạ. Đẹp quá. Cũng còn khoảng hơn một tiếng nữa thì cái phần sắt cũng đã xong. Và các em cũng đang làm gia cố lại cái phần mái sau ấy để cho nó hoàn thiện hơn. Những này là những cái phần tôn cũ thì chút xíu nữa các anh thợ các cũng như là các bạn sẽ bắn những cái silicon lên cái phần ở trên mái đó nữa. Bây giờ thì cái tiếng cắt của thiết cho nên thành nữ cũng hơi ồn. Tí xíu nữa thì chia sẻ tiếp cho cô bác quý anh chị ha. Chú ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi chú. Ăn mấy chén? Nãy tôi là cũng ăn được ngưỡng chén. Ngưỡng chén? Dạ. Vui quá, ăn vui không quá được luôn. Dạ. Dạ. Ăn một chén cũng nhãn thấy no rồi. Dễ thương lắm. Thôi con lên trên ha. Dạ. Dạ. Con đổ đó ăn nữa lót thêm nè anh thấy không? Dạ đúng rồi. Ba thấy đẹp không? Đẹp. Đẹp ha. Ừ. Mấy đứa con làm đẹp lắm. Dạ. Và cụ cứ đi qua đi lại khen hoài. Mừng nữa. Đẹp rồi mừng. Dạ. Gắn bóng đèn được luôn rồi đó hả? Gắn điện đi điện rồi hết đó bà. Ừ. Dạ. Ngôi nhà này rộng lắm, ngang năm dài 10 nhưng mà ở đằng sau nữa, nhà nhỏ ở đằng sau nữa thì nó ra tới mười mấy luôn. Ừ. Mười. 11 luôn anh ha. Dạ. Cái người ta cắt nhà tình thương đâu có được vậy. Mấy cháu giỏi quá. Dạ, cũng tại có phước. Ừ. Cái này là hơn tình thương rồi. Ý mô Phật anh. Cái này tình thương nó tràn trề lắm rồi. Ừ. Cái này là mấy chú này thay vì bây giờ là phải nghỉ, thành thử bây giờ là phải dát những cái tấm tôn để lợp luôn cho cái phần nhà phần sau á. Cái trái đằng sau. Dạ cho trái đằng sau á. Ừ. Cô ơi, chiều nay khỏi nấu cơm nha. Nấu cơm không? Dạ. Dạ. Phần chốt này nữa xong anh vô. Dạ. Tính ra thì tính đi tính lại cũng 3 ngày anh Vũ ha. 3 ngày mà nếu như mà mình làm mà theo giờ hành chính thì chắc cũng khoảng ra 4 ngày. Đúng không? Tại mình tranh thủ mình làm ít nghỉ nữa. Cái này mà chỉ cần có một cái tấm mido á, màn mido kéo ngang là tối ngủ ấm nhà ha. Ấm cúng. Ai cũng khen hết á. Ta tự nhiên ta chạy ngang, ta chạy qua chạy lại, ta nói thấy có 2000 cái mọc lên ngôi nhà. Tự nhiên lạ lên rồi hả? Dạ, thấy đẹp quá. Cái ngôi nhà này ở bên hông này á, không có khoét cái cửa sổ, lý do là gió từ dưới sông lên đó cô bác anh chị. Nó cũng đủ đủ mát và đủ độ ánh sáng luôn, nên là nữ ánh sáng lấy từ mặt trời ra nên cái cửa sổ bên đó nó không có cần thiết nữa. Và tùy mỗi một cái ngôi nhà khác nhau và ở cái khu vực nó khác nhau á, nên là nữ là mình sẽ khoét nhiều cửa sổ để lấy ánh sáng hay là lấy gió ha. Cũng còn tiếng nữa ở đằng sau nữa là còn mấy cây đó nữa là xong anh Vũ. Dạ rồi hết ra. Dạ mà nó bắt cái cửa vòng đó là gọi đó. Ngày mai này thì chỉ cần làm luôn cái phần nền nó là xong rồi. Cái này là lên 2-3 phần gì anh Vũ? 5 phần rồi. 5 phần ha. Lót nền là gạch nữa chạy là 6 phần. 6 phần ha. Quá quá trời dây điện rồi. Mua nhiều lưới nhà anh nha. Dạ. Mấy anh thợ này anh cũng phải vất vả mấy ngày nay luôn á. Cái nền này lúc trước á, thành nữ bây giờ nó có độ lúng á, nên cái nền này nó không có bằng phẳng. Xong chưa anh Bon? Cũng còn xíu nữa ha. Đến thời điểm này là cô có nghĩ rằng mình đang mơ để mà có được ngôi nhà như thế này không?
Cô có nghĩ rằng có. Là mình đang mơ để mà có được ngôi nhà như thế này không? Có. Tại mơ thì cũng mơ lâu rồi, nhưng mà ước thì cũng ước lâu rồi. Nhưng tại vì đợt này chắc cũng có duyên với mấy chú, với cháu nữa, với gia đình tôi có duyên với mấy chú. Dạ. Mới có được cái ngôi nhà này. À. Chứ không ngờ luôn, không ngờ là có luôn đó. Mơ thôi chứ còn không ngờ là có. Tối hôm qua cô ngủ được không? Tối hồi hôm này thì ngủ không được, đêm qua ngủ được. Dạ. Hôm này lo dẹp rồi dòm hoài, ngắm hoài à. Nóng hoài luôn hả? Tới 12 giờ mấy rồi không ngủ được. Dạ. Mừng quá. Ngày mai này á thì ngôi nhà của mình nó sẽ khá hơn. Ngôi nhà của mình lại được dán gạch lên nữa. Dạ. Thì thấy cái dán gạch nó sẽ sáng cái ngôi nhà mà lại sạch nữa. Cô nghĩ rằng là cái ngôi nhà, có nghĩ rằng là mình sẽ cho được ngôi nhà như thế này không cô? Không nghĩ tới. Dạ. Thường thường á thì người ta cho nhà là nó cho tiền ngang nó chỉ có 4 mét à, dài 6 mét à, không có cái gì hết á, chỉ cái sườn thông, còn này kia nọ là mình làm ơn. Mà trong khi đó cho sườn thông làm ơn thì chắc cũng không xin nữa. Tốn tiền. Không phải không có tiền lấy gì xin. Dạ. Mà nói thật với cô như thế này nè, cô chú á thấy cô thương cháu, thấy động lòng, làm cực khổ nữa, nên bây giờ cất lên ngôi nhà to như thế này á, các cô chú Mạnh Thường Quân đồng hành với nhau cất ngôi nhà to như thế này để cho cô có cái động lực làm việc, có cái sức khỏe nữa. Cảm ơn mấy chú nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân cũng quan tâm. Mà điều thứ nhất á thì cái nhịp cầu nói thì mấy chú, tụi con chỉ là nhịp cầu để kết nối giữa những người có điều kiện với lại giữa những cô chú á mà có điều kiện muốn san sẻ những cái yêu thương cho cô thôi. Chứ tụi con thì chỉ là người đi quay YouTube thôi, nên thành thử là có gửi lời cảm ơn này, cô cứ gửi lời cảm ơn đến quý Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm trong nước ngoài nước. Dạ, tôi nói vậy chứ cái nhịp cầu nói cũng là mấy chú, nhưng mà mấy chú cũng có tâm. Rồi các Mạnh Thường Quân thì giúp đỡ, người có tiền thì người có công. Tôi cũng chúc bên quý Mạnh Thường Quân nhiều sức khỏe để gắng làm cho có chút đỉnh tiền để giúp đỡ người nghèo như tôi á. Như chú nữa, các chú á. Sao muốn khóc rồi con? Hỏi bà ở nhà quay được đâu quay. Nói không được chú ơi. Sao con muốn khóc nói con nghe quá. Hồi đó giờ chưa ai giúp đỡ như vậy. Giờ được vậy vừa mừng vừa cũng vừa xúc động. Tại sao người không quen không biết mà người ta sẽ giúp mình vậy? Chỉ nhiêu đó thôi. Đừng cười chị nha. Không 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 cười đâu. Thấy khóc thấy thương thêm chưa? Thật ra là chị nói cái câu xúc động mà mấy em đây cũng muốn rưng rưng nước mắt đó chị. Kể cả Bùi Hồ bây giờ cũng nghĩ muốn nói luôn. Thôi có những giây phút lắng động như thế này chứ. Nói nhiều thì là nữ là nó cũng như luôn. Hồi sáng thì cái câu chuyện của chú nó làm cho Bùi Hồ cũng như các anh em cuốn vô á. Cuốn vô vì thương, chứ không phải là vì cái câu chuyện mà đời tư riêng tư hay như thế nào, mà thương lắm, thương cô nữa nè, chạy đôn chạy đáo để lo cho từng bữa cho các ông thợ, rồi thậm chí là mua dưa hấu gì là để mà xẻ ra để mời mấy ông thợ ăn, cầm cái dĩa đi cà dòng mời mấy ông thợ ăn. Chứ mấy chú gạo này cũng quá nhiệt tình luôn, mà người ta cũng có tâm, người ta làm gì có tâm luôn. Người ta mệt mệt nhào cỡ mà hỏi chú mà ăn này trái cây chú nửa năm cười liền luôn, không thấy mấy chú bởi gì nhậu đến sau nấu luôn á. Mà người chị là quá cực khổ rồi, mà khi chú cái trời, tôi cũng thấy hạnh phúc quá trời luôn. Rồi thử ra không biết nói gì sao mà cảm ơn mấy chú, mà trước là mấy chú, sau nữa thì nhà Mạnh Thường Quân, rồi sau nữa kế tiếp nữa mấy chú thợ. Gần 60 năm rồi. Chịu đựng ở trong cái ngôi nhà nó khá là cũ kỹ và mục nát. Hôm nay thì chỉ còn 2 ngày nữa thôi là mình ở chính thức ở cái ngôi nhà mới.
Thì cái cảm giác của cô bây giờ như thế nào? Nó cũng nôn lắm, bởi vì hơn nữa cuộc đời gần cuối đời rồi mà mới được một cái cảnh yên ổn như thế này thì tôi thấy hạnh phúc lắm chú ơi. Dạ. Vui lắm. Dạ. Mấy chú đó hạnh phúc lắm. Cô với cô Chi cho con để cho anh quay chút. Đây mà cậu cái bên cũng rất là nhiệt tình và thư dễ thương luôn. Cậu hiền lắm. Cậu 90 rồi đúng không? Cậu rất dễ thương. Cô có nói cái câu chuyện là mình có sắp có nhà mới rồi, Kim Chi ơi, rồi Kim Chi có nói sao không cô? Kim Chi nó hồi hôm á nó kêu bà nội ẩm con xem nhà mới. Cô mấy chú này á, mấy chú còn hỏng giống đi. Nội ẩm con đi xem đi, là hôm 10 giờ rồi đó. Nó kêu ẩm đi xem nhà mới. Nói gần rồi, sắp rồi trơn rồi. Rồi cái đi xem nhà mới hỏi đẹp không? Quá trời đẹp bà nội ơi, đẹp. Cái nào nó cũng khen chân, cái này vừa ý em luôn á. Ồ vậy hả? Nó ước là bà nội, các nhà bà nội lót gạch màu da gỗ nha bà nội, mà thiệt có luôn. Cái này là... như ước muốn của nó luôn. Ý ước muốn luôn hả? Ý luôn. Ông nội nó mới nói nãy màu da gỗ kìa, y gan như ước muốn của bà cháu. Vừa qua thì chú có chia sẻ là con bất ngờ và con đến gặp bé Kim Chi, con cũng hỏi lại cái câu nói mà chú vừa chia sẻ cho con đó. Thì bé Kim Chi nói cũng y răng như vậy. Thì trước đó là mấy anh em con có đến đây cũng chỉ là chia sẻ về cái cuộc sống mỗi ngày của cô và chú và bé Kim Chi thôi. Nhưng mà khi mà mấy anh em con đi rồi thì bé Kim Chi mới nói với ông nội với bà nội gì đó là bé Kim Chi ước là có một cái ngôi nhà nhưng mà ước liền. Còn ông nội nói thôi con ơi cái này là xa vời lắm, mình không có nghĩ tới đâu. Kim Chi nói là con muốn liền. Ồ vậy hả? Đúng, Kim Chi có nói mà. Có nói với ông nội là con muốn liền căn nhà luôn. Thật ra là bất ngờ. Là đây thì mấy anh em cũng bất ngờ luôn, là đùng lên cái trong vòng 2 ngày là làm luôn cái căn nhà. Thì vừa qua thì chú có chia sẻ như vậy rồi. Con hỏi Kim Chi có không? Kim Chi là có. Là sao cô chia sẻ lại? Nghe nó nói. Nghe Kim Chi nó nói mà con bảo đảm với nội là trong một tuần này là mấy chú cho nhà mình. Nó trời ơi ở đâu mà trong tuần con? Mấy chú quay mình bữa nay nó 2 bữa à. Nói mà có liền là nội. Hỏi sao con biết có liền, nó con câu YouTube. Thấy này, chú cắt cho người ta nhiều lắm. Chú cắt mau lắm. Nó nói vậy đó, nó con coi YouTube á. Chứ chị có biết gì đâu, cầm điện thoại rồi biết bấm nghe thôi chứ không có bấm cái gì được. Nhưng mà hình như là Kim Chi có một cái linh cảm đúng không? Có một cái linh cảm đúng không chị? Nó nói vậy rồi tôi cũng giật mình luôn á. Rồi cái nó nói nội ơi, nếu mà có lót gạch á, lót gạch cho em thì lót gạch màu giả gỗ nghe nội, mà tôi cũng đâu có nói với mấy chú đâu. Mà nãy giờ thì y gan như cái ước muốn của nó luôn. Nếu vậy dạng như mấy chú cho vậy thì mừng cái nấy thôi, chứ không có đòi hỏi. Nói gì sao mấy chú làm này mấy kia không có. Không nói một lời nào luôn, không đòi hỏi. Không mua, mấy chú muốn làm sao mấy chú làm, có ngôi nhà là mấy chú có bao nhiêu tiền mấy chú cứ làm bao nhiêu. Nó thương vậy đó. Mà quý mạnh thường quân lại thương như vậy, không có cần đòi hỏi thứ gì hết á. Chỉ cần á là có một cái ngôi nhà đủ chỗ che mưa che nắng là vui rồi. Còn cái chuyện nhà cửa như thế nào là đa số là các anh em đều phải tự thảo luận với nhau để mà quyết định ra cái quyết định. Tại vì cô với chú á thì đây là một ngôi nhà đầu tiên. Từ cái việc mà những cái việc mà nó lớn cho đến việc nhỏ nhỏ thì cô chú nó cũng rất là phân vân, nên là nữ là các anh em cũng đã thảo luận và chọn cho cô một cái màu gạch giả gỗ luôn, và cô không ngờ là cô lại rất hài lòng. Rất hài lòng tại thích cái màu đó từ hồi nào tới bây giờ mà không có tiền thôi. Cái ước mơ một ngày sau này, ví dụ như chờ cho có trúng số gì đó, nếu lót được cái nền thì chắc lót được cái gạch này. Thông tin với cô đó, vật liệu xây dựng là lúc đầu á là chọn cái màu gạch giả gỗ. Tuy nhiên vật liệu xây dựng là không có cái màu toàn giả gỗ hết, mà nó có cái màu vân gỗ vậy thôi. Nên là nữ là lấy cái màu đó và nó cũng rất trùng hợp ý với cô đúng không? Màu này là nó đẹp nè. Màu này là đẹp.
dễ thương lắm, cô rất là hiền luôn á cô bác anh chị. Và thôi thì chắc có lẽ là các anh thợ cũng đang làm, cũng gần xong rồi, thì sau khi xong á thì Bùi Hồ cũng sẽ trao tiền cho các anh thợ sắt cũng như là thợ điện để cho cái khâu nào nó sẽ hoàn thành cái khâu đó. Và sau đó thì cũng sẽ chia sẻ cái đoạn clip bà nội ảnh cháu nội của mình chính thức có mặt ở trong cái ngôi nhà mới, mặc dù là nó chỉ hoàn thành đến 80% thôi, còn 20% nữa thì nó mới xong trọn vẹn hết. Thì thôi cũng chúc mừng cho ông, cho cô là ông nội bà nội của bé Kim Chi, vì thương cháu, mong cháu đến trường để biết được cái con chữ mà đã cảm động đến rất là nhiều cái tấm lòng của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Nên là nữa là chúc mừng cô ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn mấy chú nha. Dạ. Giờ đây, tôi giờ tôi bối rối quá trời luôn, không biết nói sao, đặng lựa lời để ngày mai đặng mấy chú giao nhà đó được vài câu. Mốt mới giao. Mạnh Thường Quân với rồi mình có tiền mình mua nội thất gì không? À, thôi chú ơi. Thôi nói vụ cái đó thì thôi đi, cái dạng như nhà tôi thì có thờ ông bà già nuôi. Có thờ ha. Nhưng mà ý mình có muốn mua nội thất gì thêm không? Trời ơi, thôi chú ơi. Cái đó là cô nghĩ là mình sẽ làm từ từ kiếm tiền để mà mình sắm sửa vô trong nhà thêm hả cô? Dạ, chắc cũng không nghĩ tới đó đâu, sửa cái tủ cũ lại ấy rồi. Ông bà đâu có đòi hỏi đâu mấy chú. Ừ. Mình có tấm lòng thôi. Được cái ngôi nhà như vậy thì cô tới ngày bưng chén cơm, được con cá lên cúng mà ông bà được rồi chứ. Ông bà đâu có đòi. Mình cũng không có nhu cầu hay là không có điều kiện. Thì ông bà quá cố cũng thấy con cháu vậy, cũng thương con cháu, cũng thông cảm chứ. Dạ, thôi thì để cho cô nghỉ ngơi lo cho bé Kim Chi nữa. Tí xíu nữa thì cô ẩm bé Kim Chi ra đây để cho ngắm cái ngôi nhà ha. Dạ, thôi con chào cô. Dạ, chào chú ha.